chả cá mỏng đặc sản Bình Định đang hết rần rần không biết ngon không, nay mình đem về review thử cho các bạn luôn nha. Mà nói trước hàng này sold out nhanh cực kỳ luôn, canh me dữ lắm mới hốt được em ấy về nè. Trước hết là bao bì sạch đẹp, ưng cái bụng ghê. Kế đến mình mở ra, rồi cho chút dầu áp chảo hai mặt vàng là lấy ra liền. Nếu thích air fry cũng được nha, dùng 350 độ F, khoảng 7-8 phút là được, điều chỉnh nhiệt độ tùy theo lò. Chả cá vàng ươm, thơm nức mũi luôn các bạn ơi. Lấy ra cuốn với rau răm, chấm miếng tương ớt nữa là bá cháy. Wow, chả cá ngọt ngọt, mặn mặn và có độ dai. Chả này cán mỏng dính kiểu bánh tráng nên cuốn với rau răm ăn mới đúng điệu. Còn tương ớt thì có sẵn trong bịch chả luôn nhé. Hay ăn bún chả cá, bánh mì chả cá cũng ngon thần sầu luôn á. Giá 12 đô một hộp 500g, mua 5 hộp chỉ còn 50 đô mà thôi. Các bạn có thể mua ở tiệm tạp hóa Bảy Bô Sa hay chợ Đông Ba. Nhận ship 50 tiểu bang ở Mỹ, xin gọi 714-617-4899.